Triệu Mẫn, Trần Ngọc Kỳ trượt dốc bị chê không có hào quang nữ chính, Đường Yên có muối mặt. Trở lại với vai Bạch Anh trong phim cổ trang Kính Song Thành, người đẹp gây thất vọng với lối diễn xuất đi vào lối mòn, lạm dụng nhiều biểu cảm lố nhưng thiếu cảm xúc. Ngày 18 tháng 1, trang Sohu đưa tin bộ phim cổ trang Kính Song Thành lên sóng nhận nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả vì diễn xuất kém và thay đổi nội dung quá mức. Trong đó, nữ chính do Trần Ngọc Kỳ đảm nhiệm nhận nhiều bình luận tiêu cực. Cụ thể, trong Kính Song Thành, Trần Ngọc Kỳ đảm nhận vai nữ chính quận chúa Bạch Anh, một cô gái thông minh và đơn thuần. Nàng có xuất thân cao quý tại đất nước không tang và được chọn để trở thành Thái tử Phi. Tuy nhiên, Bạch Anh lại nảy sinh tình cảm với Tô Mô, một giao nhân người cá bị bắt vào hoàng cung của không tang. Mối tình ngang trái này khiến cả hai phải trả giá. Suốt 10 tập phim Kính Song Thành, biểu cảm của Bạch Anh từ khi còn là một quận chúa cho đến lúc bị ép trở thành Thái tử Phi đều không có điểm nào khác biệt. Gương mặt Trần Ngọc Kỳ duy nhất một sắc thái như ru ngủ, thường trợn tròn mắt mỗi khi bất ngờ hay hạnh phúc, vui vẻ. Nhiều khán giả thẳng thắn chê mỹ nhân Chiến Ít không có hào quang nữ chính, diễn dở và nhạt. Đặc biệt trong số các ảnh phim cần diễn viên bùng nổ chuyển biến tâm lý, điển hình như lúc nhân vật Bạch Anh nhảy tháp sau khi mất phong ấn Thái tử Phi vì lộ tình yêu với Tô Mô, Trần Ngọc Kỳ lại tiếp tục thể hiện một cách diễn đơ và gượng gạo đến mức khó xem. Trên Weibo, nhiều dân mạng chỉ trích diễn xuất của người đẹp sinh năm 1992 ngày càng kém và đi vào lối mòn. Ngoài ra, Sohu đánh giá diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ có thể coi là điểm yếu của phim. Nữ diễn viên có ít biểu cảm, duy trì một sắc thái, dù trong những phân đoạn phải bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc. Cách diễn của Trần Ngọc Kỳ bị đánh giá là rập khuôn từ những tác phẩm trước như Lượng Thế Hoang hay Nguyệt Thượng Trọng Hỏa. Từ trang phục đến diễn xuất, người xem khó lòng nhận thấy sự khác biệt giữa ba nhân vật này, trang báo viết. Truyền thông tiếc nuối bởi với kịch bản yêu hận tình thù kéo dài hàng trăm năm, từ kiếp này qua kiếp khác, vốn được khán giả yêu thích nhưng Kính Song Thành không thành công. Trong khi đó, nhiều tác phẩm cũng có nội dung tương tự lại đạt thành tích tốt như Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Hương Mật Tựa Khói Sương, Lưu Ly. Trước đó, Trần Ngọc Kỳ được đánh giá là nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng của thế hệ Chiến X với một số vai diễn ấn tượng. Nhưng 2 năm trở lại đây, cô lại lặp lại chính mình và diễn xuất ngày càng thụt lùi. Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992 là nghệ sĩ thuộc studio của Đường Yên. Với địa vị đứng trong dàn tiểu hoa đáng 8X hàng đầu Trung Quốc, Đường Yên giúp Trần Ngọc Kỳ có được những vai diễn cổ trang ấn tượng. Trước năm 2020, nữ diễn viên trẻ được kỳ vọng sớm vươn lên hàng sao hạng A như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Trịnh Sảng. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Kỳ, tôi cảm thấy em ấy cùng với tôi trong quá khứ rất giống nhau. Lặng yên đứng đó không nói gì, nhưng trong ánh mắt tràn ngập linh khí, Đường Yên nói về đàn em của mình. Năm 2016, Đường Yên giúp Trần Ngọc Kỳ giành vai phụ cựu công chúa trẻ đẹp Thác Bạc Địch trong Cẩm Tú Vị Ương. Đây là bộ phim truyền hình có ảnh hưởng bậc nhất năm 2016 và đạt mức rating cao trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Nhờ vậy, tên tuổi Trần Ngọc Kỳ cũng được công chúng biết đến rộng rãi. Đến năm 2018, Trần Ngọc Kỳ tiếp tục đóng vai phụ biện thành công chúa trong bộ phim truyền hình cổ trang ăn khách nhất năm đó là Hương Mật Tựa Khói Sương. Đến năm 2019, cô thể hiện vai quận chúa Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản mới, đóng cùng Tăng Thuấn Hy và Chu Tử Đan. Tác phẩm này bị đánh giá là chất lượng trung bình, nhiều ý tưởng cải biên sai lệch không được lòng khán giả. Song Trần Ngọc Kỳ là diễn viên hiếm hoi đạt được thành công về mặt danh tiếng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019. Theo Sina, Trần Ngọc Kỳ có điểm mạnh là gương mặt ưa nhìn, trẻ trung hơn tuổi, nét đẹp phù hợp phim cổ trang. Tuy nhiên, điểm yếu của cô là khả năng tạo tương tác với bạn diễn. Mặt khác, Trần Ngọc Kỳ lựa chọn nhân vật đi vào lối mòn có nhiều nét giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách xuất thân, thường là quận chúa. Trần Ngọc Kỳ không tìm ra được điểm độc đáo khác lạ giữa các nhân vật, khiến khán giả nhanh chóng cảm thấy nhàm chán với các vai diễn do cô thể hiện. Thành công ở các vai phụ nhưng thất bại khi đảm nhiệm vai chính, Trần Ngọc Kỳ đang bị đánh giá là không có hào quang nữ chính. Nếu tình trạng này tiếp tục, nữ diễn viên khó lòng được giao vai trò quan trọng trong các dự án lớn.